chưa có vợ, thấy em còn khờ quá, không không có dâu ở trong chút nhà. Anh mà khờ vậy, anh em thấy em có khờ gì đâu. Chấp nhận sống cô đơn ngoài vậy đó hả? Sống cô đơn cho mấy gái tèo xin ơi. Sư phụ thấy anh tèo trong đội của mình thì sao sư phụ? Em đám nói là số 1 đó. Số 1 nha. Giỏi không sư phụ? Giỏi. Mà nói chuyện cũng giỏi. Kỳ lạ, một thanh niên 29 tuổi sống cô đơn cùng với mẹ già, không nghề nghiệp ổn định. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là thanh niên 29 tuổi này được rất nhiều phụ nữ xinh đẹp săn đón. Và thực hư câu chuyện như thế nào, mời cô chú anh chị và các bạn xem hết đoạn video clip ngay sau đây ạ. Em có dịp tụi em tự Kiên Giang lên á. Mấy này nói chung là hâm mộ anh Tèo quá. Anh Tèo năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? Em 29. 29 tuổi. Ừ. Ủa, sống trẻ vậy? Ủa, không biết là anh Tèo có gia đình gì chưa? Có gia đình rồi. Có gia đình rồi hả? Dạ, rồi giờ là chị nhà ở nhà hay sao? Chị nhà cũng ở kia hết trơn rồi. À, có nghĩa là không còn sống chung đúng không? Không, cũng sống chung với mẹ. Ở chung với mẹ hả? Ở chung với mẹ. Dạ. Tại vì hôm trước á là mấy anh có lên quay gia đình của anh rồi. Tuy nhiên là tại vì tụi em muốn hỏi lại á, nhiều cô chú người ta mới xem clip á, cái người ta chưa có hiểu á. Vậy là hiện tại là anh sống cùng với lại bác ở nhà. Nhà. Dạ. Anh với lại vợ của mình chia tay lâu chưa? Em chưa có vợ anh. Chưa có vợ hả? Chưa có vợ. Ủa, sao nãy là có vợ? Nãy nói có gia đình là anh Tèo tưởng là ở chung gia đình với cha mẹ đúng không? Cha mẹ. Ôi ơi rồi, có chị gọi cho anh gì đó, nghe máy đi nha. Hình như là có chị gọi cho anh. Máy nữa, chị này có gì đó. Alo, chào chị. Đợi lâu dữ lắm, mấy đợi nói chuyện với Tèo, Tèo với tuổi rồi. 29. Nhiêu? 29. 29 tuổi. Sợ có vợ chưa? Chưa. Chưa hả? Rồi chàng đang làm cái gì đó? Đi làm từ thiện. Dạ. Ý là mình làm từ thiện là mình đi như là có hai gì mình làm cây hoặc là mình đi làm hả? Đi làm thiện cũng chung ông bác. Bác đi kêu người sáng đi vào chợ đi làm từ thiện. Chiều. Dạ, rồi bây giờ anh Tèo có quen ai chưa? Chưa. Chưa hả? Anh Tèo chị em không? Chị chứ sao quá, em biết đâu chứ sĩ thì bữa nay là chị có nói chuyện với em. Không, hai đứa mình là ở cùng quê đó. Cùng quê là gì? Cùng quê nói. Nói chuyện. Nói chuyện hả? Ừ. Chịu em hả? Có đây mình nói chuyện cái lên clip nè, trên bữa nay là có ở đâu không biết nữa, đây nói chuyện với chị nè. À, mình ở chung quê á, nằm ở đây mới thiệt. Anh Tèo có số điện thoại gì không? Không có tài điện thoại, là không có là quen phụ nữ, là không có tài điện thoại, nó có nói chuyện gần với ai. Chị với em nhìn Tèo sợ không? Không có sợ đâu. Sợ sao cũng cái gì vậy? Tiếng nói. Tiếng nói. Ừ. Không sợ nha. Ừ. Nhà anh Tèo được mấy người? Có mình anh à. Có mình anh Tèo hả? Sống với mẹ. À, biết rồi, bữa anh Hoàng này nè, anh đưa cái nick lên là đang nói chuyện gì với mẹ anh á. Mẹ anh 71 tuổi phải không? Đâu có mẹ của em là không, em đâu không biết mẹ em bao nhiêu tuổi. Mẹ anh là 41 tuổi. Sao? 71 tuổi. Sao là chỉ là sao là biết tuổi má của em nữa hả? Tại vì bữa anh Hoàng đăng lên đó. Nói nào đó, nằm cái trái gì đó. Và nữ anh Thanh mới nói chuyện vậy á.
sao là chỉ biết xong cái clip ở nhà của em là người nào đăng lên là biết mẹ của em ngồi chung với em có cái chuyện nữa à? Ồ, đồ hay quá ha. Hay không? Ừ. Vậy nói chuyện phải không chút không được chung công được cái tài. Nói chuyện là phải không mấy nha. Tôi thấy mấy người kia mấy người đấu không đâu. Cái gì? Mấy người. Nói đi, anh nói đi. Chị nói đi. Ý là chị hỏi sao anh nói chuyện mấy người kia không không mà sao anh không chị này? Sợ mấy người kia là gặp chỉ là sợ cũng chết rồi, em không sợ. Mấy người kia là sợ, còn gặp chị là không có sợ đúng không? Sao mà không sợ? Sợ là mấy người là thanh niên là gặp mấy người là không có sợ, không có nói chuyện. Bữa nay là em nói chuyện với chị nè. Thì nói chung là em cũng thấy anh nói chuyện với mấy người kia cũng bình thường vậy đó. Còn em sao không? Có. 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 Ừ, có gì là có gì nói đẹp tình tôi đâu có giấu ai đâu. Ờ đúng rồi, mình sống mình phải nhiệt tình. Mình với lại mình bên từ thiện nó khỏi chết. Mà gì tạo không có tạo đâu. Ý là mình đừng có nhóc quá. Đâu phải nó dốc lao đâu. Có gì là nó nói thiệt tình đàng hoàng. Cơm chưa? Có mấy cơm rồi. Mà thôi đi ăn ăn chay hả? Đi mặn thì thiện, đi về ăn chay, đi về nhà ăn mặn, ăn mặn với mẹ. Vậy là sáng giờ đi làm từ thiện là ăn chay với là chung trong đó luôn. Ăn chung. Ăn chung với mấy anh em. Thấy 29 hả? Biết tuổi không mà nói 29 tuổi. Không. Thôi theo như cái như mặt này nè là đóng anh đó là biết nhiêu không? Mặt này 40-41 đổ lên. Không phải. Tuổi em thì tuổi em biết. Cái gì? Em không biết tuổi em. Thì đó, bởi vậy mơ mốt ai có hỏi mình đừng có nói cái đó. Chứ sớm cái tuổi nó nhỏ xíu à. Anh Tề chưa hỏi chị tên gì, nhiêu tuổi kìa. Chị tên gì vậy? Em tên Thảo. Em tên Tèo. Biết Tèo à, biết Tèo. Tụi mình hỏi chị bao nhiêu tuổi? Chị bao nhiêu tuổi ạ? Chị lớn em nhiều, em 29 thì chị nay 49 là chị lớn lắm. Chị là lớn rồi, bữa nay là em nói với chị được em. Chị lớn quá, em nói với chị ngại quá hại. Có mắc cỡ. Chị lớn tuổi em, nói vậy chị em ngại quá. Ủa sao ngại mà quê. Chị em mình nói chuyện bình thường. Ừ. Chị quê em đâu? Có sao đâu ngại. Quê chị ở đâu hả chị? Quê chị ở đâu à? Hồng Ngự. Hồng Ngự à? Thì đã nói chung quê mà. Bữa nay em qua nhà anh Đẹp chơi nha. Hả? Hiểu không? Mẹ em khó lắm à. Khó, tại mình lo nhà mình chơi. Ông dừng ghế gì đây? Hả? Anh nói dừng ghế gì ở lại nhà mà mẹ không cho hả? Ừ. Sao vậy? Đó giờ anh Tề có dắt bạn gái về nhà chưa? Anh mới có vợ được. Sao mình nên? Vậy là chắc em phải khóc nữa rồi. Khóc mới được, những giọng nhẹ hoài. Bữa nay là nói chuyện chỉ là im lắm rồi sao anh gì hả? Sao bữa nay nói chuyện chỉ là im lắm rồi hả? Ừ. Ha ha.
chị em. À chị em hả? Mới chơi Duy nói chuyện không được, bây giờ chơi kem lại Duy. Có nó khác lại rồi. Mẹ là gặp người khác là mẹ em không nói chuyện, không có lời chứ không có bằng chị. Không đâu, nhưng mà ai cũng biết chứ, ông mà gặp tôi là mẹ ông nói chuyện với tôi. Mẹ của bà bả không la đâu. Chị đi làm cái gì ạ? Chị đi sao dắt này chứ đi làm nữa? Chắc chị ở thành phố chắc này chắc tối lắm cái gì à? Tối. Thấy. Để gọi cho nó được sáng. Là mấy lần sao không? 1 giờ mình mới đi làm. 1 giờ đi làm hả? Giờ nghỉ trưa. Nghỉ trưa là cỡ có 1 giờ làm. À, chiều 5 giờ chiều. Phải không? Phải. Đúng chưa? Đúng. Đúng. Đúng rồi ha. Ờ. Rồi sao có châu gì nhà chơi không? Không. Sao vậy? Tắt anh đi được rồi. Nó chỉ còn đi làm. Dạ, đó hỏi chị coi người khi nào chị có thường về quê được không? Không muốn nghỉ gì làm. Rồi sao nè, không cho đi nhà chơi mà. Không. Rồi em chỉ khá hoàng hoàng cho chị giúp hoàng mấy đời. Chị dậy. Anh hoàng chị nói chuyện với anh hoàng ơi. Không muốn cho nghỉ với nào chưa làm đúng không? Alo, chị. Nói chung là ảnh còn khờ lắm, ảnh còn ảnh cũng như là đó giờ chưa có tiếp xúc với người phụ nữ nào hết trơn á, rồi chị gán sao mà nói cho ảnh những cái chiêu thức của nào chị đã trải qua đó, có thể nói với ảnh để cho ảnh đồng ý ngay nè. Nói chung là chị hướng dẫn ảnh. Nè, nọ. Thôi vậy thì mơ là em hỏi anh Hoàng này là em hỏi là địa chỉ nhà của anh là về nhà anh. Trời ơi. Rồi sao? Nè, cho nói gì bả đi. Rồi sao mà nói chuyện quá dữ. Để gì nhà chứ nghỉ đi. Chẳng có chỉ không đâu nhà em không được đâu. Sao mà không được? Chị qua thăm má thôi chứ có thăm anh đâu mà không được. Biết rồi, chị á không biết cái nhà em ở đâu người xứ này xứ lạ quá. Tôi hỏi là tôi biết hết trơn à. Người ta không có chạy cái đường đi với lại là trong cái chuyện của mình hỏi là được hết trơn. Người ta không có chạy. Tôi nói ông là người ta chạy là không, vậy không phải là không chỉ đâu mà, chứ tôi đâu có làm gì đâu mà ta không chạy vậy. Rồi. Chị ơi, rồi anh nè nói chuyện gì đi. Rồi thấy sớm giờ nói chuyện như sao rồi? Giờ thấy anh Tèo như thế nào? À, thấy anh Tèo như thế nào ạ? Dạ. Bây giờ ông chưa chịu mình thấy gì giờ. Mà bây giờ đã em nói anh em đợi anh từ bữa dành tiền cho em đó. Dạ. Mà giờ ông không cho em về nhà giờ là sao, nhưng mà anh cũng phải cho em về nhà ông nha. Ôi chịu anh Tèo. Bả nó đòi về nhà hoài kìa. Bây giờ là muốn chị về nhà đó, bây giờ em chạy về nhà gặp mặt mẹ của em rồi cho chị thấy phải không? Ờ. Hiểu không? Không phải. Em về nhà anh. Em chơi. Xong rồi qua ngày sau về nhà em. Còn giờ anh đi làm đi em. Chiều nay em cũng đi làm đó. Có nghĩa là chị ngủ với nhà. Như tao nghe tao tắt máy à. Tắt máy rồi. Đừng
nè nằm hắn kệ còn ý là giờ anh nói chuyện với chị cho hết câu chuyện đi đó cô hôm qua đó nhớ không ngô ngô vậy vậy sao rồi hỏi ai hôm giờ có nhớ anh không sao nhớ anh sao nhớ nói chuyện anh đang nói chuyện đi kia nè. Rồi, rồi sao? Chị nghĩ kỹ chưa? Kỹ gì? Chị qua nói chuyện với bà ông ngoại đó, biết không? Nói chuyện với bà ông ngoại đó. Dắt này hiểu gì không? Trời, nói chuyện với bà. Bây giờ nó nói nó có giọng khác chỉ qua vậy hả? Tại nó có gì nó cái này là khác chỉ qua là nói khác là lại rồi giờ nói đi nói khác là nói sao nói cho nói nghe đây nói bà chị nói đi là tôi nói theo là cái chiều qua là Liên nói nữa đó là kêu là anh Tèo có cứ Liên không? Cứ Liên không phải không? Giờ là về là nói hỏi đó, cha mẹ nói là không có được. Trời ơi, cha mẹ anh Tèo chịu hay không thôi chứ còn cha mẹ đúng không có nói được. Cái này mình nói trong cái điện thoại gì mình nói khác thôi, mình nói chuyện với người nào cũng vậy, có nói khác được. Nói chuyện điện thoại bây giờ muốn gặp mặt phải không? Ừ. Vậy muốn gặp mặt thì xuống đây gặp Liên nè. Xuống nhà Liên đi. Cái gì? Xuống nhà Liên đi. Tèo nói tối ngày là ở trong nhà đi xa không biết nhà Liên đâu. Đi rồi hỏi người ta không trả lời với tôi thì sao có biết nhà Liên sao? Hỏi ta không trả lời hả? Ừ. Cái này tao không biết Liên sao, không biết Liên ở đâu á. Tiền Giang lại cũng nhiều được đường lắm. Em đâu có chạy điện thoại đâu, điện thoại có mượn của người ta, có nói chuyện với Liên đó. Vậy hả, vậy xuống đây Liên mua điện thoại cho. Vậy vợ vậy cũng nó thiệt nó trai tài quy tính nào đến rồi có nói chuyện với Liên hòa quý đúng rồi đó. ấy là Tèo nó có đây em có lại mua cho anh Tèo cái điện thoại là anh Tèo nói chuyện với em là một ngày 3-4 lần luôn. Ừ. Đó. Đó. Tình cảm gặp Liên là nó chỉ nhàm quá nhàm rồi chỉ hoài quyết với nó. Vậy là nhàm là bây giờ muốn nói chuyện người khác đúng không? Phải. Vậy em ở gì quê là chị là cũng gần em chút. Cái này
cái này là em ở, cái này là em ở quê, là chỉ ở chợ, là chỉ giá nào là cũng chỉ nói gần em chứ rồi. Người như thương gì đâu. Nói gì vậy? Sao nó gì tại? Nói thiệt điện tình với Liên đó. Rồi nhưng mà cái lời nhờ có chịu Liên hay không? Có thương hay không? Đâu tao biết đâu, tao đi ra mua điện thoại cho xài chứ giờ mua điện thoại cho khác là sao được? Không được. Không không đồng đồng ý. Không đồng ý không? Ừ. Lấy mà. Là sao? Nghỉ. Tắt máy chị ơi, đi làm rồi. Vậy hả? Ừ. Rồi vậy mà chị bây giờ chị mua cái điện thoại không nè? Cái điện thoại chị mua điện thoại nè. Bây giờ chịu không? Rồi chị mua điện thoại gỡ lên là nói chuyện với là Liên hoài luôn. Không. Mở bây giờ là chị mua cái điện thoại ha. Rồi bây giờ là Tèo chịu Liên rồi đó. Rồi nữa mua điện thoại gỡ lên cho Tèo nha. Để cho Tèo nó chỉ hoài luôn, chịu anh Tèo. Để chị gỡ lên. Chị cứ tiền cho em được vậy? Đó. Cho em xài ha. Đó. Có muốn điện thoại có muốn điện thoại. Vậy là xin tiền hả? Ừ. Ờ. Vậy là khỏi mua điện thoại. Chỉ giúp em có tiền cho em tiền xài vậy. Rồi. Bây giờ không chịu Liên mời đòi giúp chị, bây giờ chịu Liên mua điện thoại cho Liên. Đâu có. Em là biết vậy là không có chịu Liên rồi. Chỉ trong nhà chị là có tiền lắm. Gửi ai cho tiền em xài đi vậy. Vậy là ảnh không có chị điện thoại và ảnh chịu tiền ha. Nó sao liên lạc được, người ta muốn có điện thoại liên lạc mà. Em cầm điện thoại có bấm không được vậy ơi, không có bằng gạch với người ta. Nếu em dạy nếu cho đi nữa em dạy cho, nếu em dạy cho và làm tắt máy thì bà cũng tại chỉ với bà hoài luôn nhiều được rồi anh ơi, ảnh đi mà ngày thôi bây giờ đi làm đi kia tuốt chân kinh trong đó lôi ra không là lôi tuốt tuốt trong mương giống luôn rồi được rồi cái này mổ là mình mua của người ta lại là công việc thường ngày của anh Tèo làm từ thiện giúp đỡ cho bà con. Sâu sâu chút xíu luôn ta, meo quá vậy. Thấy nó meo á. Nó có cái trắng bà đó cột cái trắng bà. Cưa bắt đầu mình đem vô trong nhà của người ta mình cắt. Ý là đội của mình là làm hết luôn, là cái người mà được hỗ trợ nhà là không có phải bỏ tiền hay là gì hết. Cái này người ta cũng có giúp tiền nữa. Giúp tiền cũng đây. Kéo ra qua bên cái đường lộ bên đó rồi mới xuống cái chạy cưa một cái nữa. Rồi thành phẩm cái ga dán kích cỡ đó ha, cái xong mình phải đem lại đằng kia cái nữa. Đem đó là dựng cho mình đóng đinh vô. Dựng là đóng đinh vô. Anh Tèo là làm cái công việc gì trong đội của mình? Đến. Có đến chị kêu đóng đinh hay là kéo cây hay là giác cơ mà cây rồi này kia nó là cho ai là học không cái gì đây này chúng đầu nè là sao là gì nãy nghe chút rõ ý là anh làm công việc gì trong này? Công việc đi đốt cây. Đốt cây chứ không phải là thợ đâu. Em thấy là có cái chú mà đục đẽo đồ này kia là phải là ghiêng nữa. Bà Tèo này hồi đó giờ anh nhớ hết được và anh đã phụ giúp được bao nhiêu căn nhà cho bà con mình chưa? Cũng đi theo đến cũng ít em đi lấy thuốc nam mà rồi có ông đó rồi cũng có mừng chung với đến mừng chung với đến là cũng xe ông Úc rồi kêu đi mặn rồi. Mà từ khi nào mà mình có cái suy nghĩ rồi để kia mà mình hướng cái tâm mình mà có làm công việc ý nghĩa như vậy? Tại em muốn đi mặn muốn đi là đi vậy à? Dạ.
Đi gì má có la không? Không, cũng má cũng cho đi luôn. Rồi vợ có la không? Không có vợ. Không có vợ. Đi làm vậy cũng khổ rồi sao mà có cô nào người thương được. Chắc chưa có cô nào để ý đâu. Chắc chưa đâu ha. Chưa. Thôi thì giờ nè em chia sẻ clip mình lên, là có chị nào mà kiểu giống như hợp hợp tình, hợp tuổi, hợp ý gì đó rồi ta thương, người ta chịu, người ta xuống gặp được không? Hả? Ý là giờ giống như có chị nào mà người ta thương, người ta xuống, người ta gặp anh được không? Không anh ơi. Không chịu hay sao? Không chịu, em muốn là, em muốn không có vợ. Ở gì cho má nhờ hả? Tại má, tại má không thấy chưa có vợ, thấy em còn khờ quá không, không có dâu ở trong chút nhà. Ừ. Anh mà khờ vậy, anh em thấy em có khờ gì đâu. Chấp nhận sống cô đơn ngoài vậy đó hả? Ừ, sống cô đơn. Cho mấy gái thèm xin ơi. Mà đó giờ có cô nào thèm chưa? Dạ, có cô nào thèm chưa? Chưa có trong cúc, chưa có cúc nào để ý với tèo. Chưa có tiện tèo với lời nào. Cũng như là chưa có cô gái nào tiếp xúc với mình nha. Không, bây giờ nếu mà có thì chịu đi. Hồi đó giờ là chưa có cái mảnh tình nào mà dắt dây luôn hả? Hả? Chưa có gác dài trên ai phụ nữ mà đó giờ là còn ghim luôn. Tròn. Còn không? Tròn. Chắc không cha. Y gan gì luôn hen. Là chưa bóc tem hen. Hồi đó sao là giờ vậy đúng không? Có nhiều hả? Đó giờ còn nguyên si luôn đó. Nhà mà ai ơi con tèo thì liên hệ đi. Ủa sao làm từ thiện gì sao không ra tiếp ta đi. Anh tèo biết cái gì mà có biết. Để hiểu sư phụ ơi. Dạ, con ra chào sư phụ nha. Dạ, sư phụ thấy anh tèo sao sư phụ? Hả? Sư phụ thấy anh tèo trong đội của mình thì sao sư phụ? Em lắm, nói là số 1 đó. Số 1 nha. Giỏi không sư phụ? Giỏi. Mà nói chuyện cũng giỏi. Con thiết nghĩ một điều như thế này là trong đội của mình đó là làm vậy chắc không có khi nào mệt đâu đúng không? Tại vì có anh Tèo anh. Có Tèo là khi nào Tèo nói chuyện là vui. Dạ. Tại là cái gì kìa? Không phải tại mấy anh ở đâu lên đây rồi có người nói là có tôi con em nói nhé. Rồi có tiền là nói giờ cũng lâu lắm giờ nó nói là có tiền là nhờ tiền là xài. Có nói chuyện luôn YouTube. Tôi nghĩ là nhà anh em cũng như cho tiền để răng khổ mình ăn uống nha. Đang đi theo xài. Đi theo xài nha. Đi theo làm từ thiện. Chứ ngoài đây dành tiền cứ vậy hả? Chắc đủ đâu anh. Không đủ hả? Từ từ có là nhiều cứ vậy. Vậy nè anh em, ta gặp anh Tèo, ta thấy anh Tèo thương với lại là hoàn cảnh là sống với mẹ già coi cốt vậy á. Rồi công việc thì cũng chưa có công việc ổn định. Đó, cho nên là anh em cũng hỗ trợ anh Tèo để anh Tèo có cái đồng ra đồng vô. Mà bây giờ chịu đi làm MC không? MC đám cưới á. MC đám cưới ạ. MC đám cưới là MC đám cưới là được quét đó hả? Đúng rồi. Phải mặc đồ quét đó, sắc cà vạt rồi đó. Tôi gửi với cô dâu đó. Đúng rồi đó. Mình làm MC, mình dẫn chương trình. Anh nghĩ chắc cái đám cưới chắc tổ chức cũng khoảng 3 ngày mới xong ha. Lúc mình làm lễ ngày lễ hai lần rồi. Có nghĩa là sáng chiều ha. Sao này có giọng ca cũng im lắm nha. Ủa, hát được không chú? Được. Hát câu đi anh Tèo. Không chú ơi. Có gì lắm, nhưng mà lâu cái làm câu hai câu rồi. Làm thơ rồi không anh Tèo? Hả? Có làm thơ rồi không? Không, thơ chắc không gành. Thường anh hát gì bài gì chú? Dạ, kể nghe đi nhạc ca khổ được không anh Tèo? Không bằng. Không bằng cái kia là ca em lắm. Thường trả lương là tầm bao nhiêu phút anh ngăn? Trả lương là khoảng 7 phút. 7 phút chứ anh Tèo hát cũng khoảng nửa tiếng. Trên 20. Trên 20 phút mới xong một bài. Tèo hát thử cho em một câu thôi anh Tèo. Không. Có cái giọng gì, có cái bi lô thì xa được.
Bây giờ có micro anh hát được không? Không, em đâu có biết chữ. Ủa không biết chữ luôn hả? Ờ, không biết chữ. Không biết chữ sao làm thơ được? Vì làm trời mày dành ca với dành cho mình ông Út thưởng thức ca cho anh nghe chứ. Ông Út cũng lại. Cũng may mắn ha. Chạy chở ngồi sao ca hoài. Cái bụng anh thắng là đội ca bụng ca nhất không? Cái bản gì? Những nước mắt quá trâu gì đó. Cái bài đọc gì? Những nước mắt quá trâu hả? Đi mà đi chở anh ngồi sao vậy chứ mà chạy nha chỗ nào có mà em đi thùng bát mình ta can cái ngờ nó đòi nhát thôi mà lúc đầu máu văn nghệ nó lên nè máu văn nghệ nổi lên bây giờ cho anh những nước mắt quả châu tặng anh em khúc anh Tèo. Thôi không biết đâu ơi rồi giờ, bây giờ để tôi mở nhạc cho anh Tèo ca nha tôi máu văn nghệ lên liền thôi anh ta còn có lẩu gì còn điêu chuyển kìa trời còn có khác đâu ngoại mình tôi đâu. Anh Tèo mày gia nhập vô đội của Múc lâu chưa Múc? Hả? Anh Tèo vô đội của Múc lâu chưa? Năm mà 4 năm gì rồi. Cũng thành viên kỳ cựu rồi đó. Ờ. Lên đội trưởng chưa? Cũng gần gần có chứ không có tôi nó là đội trưởng đó. Đội trưởng. Ra một bạn khổ coi. Đó, đó tôi cha phải cha nha. Ờ ờ. Đó. Tôi một cái cha bạn cha khốn nào đó. Cha là khốn à. Lại cái nhạc nào nào chơi. Bây giờ cho lên khúc chơi nè. Ờ đó, chơi liên khúc luôn. Rồi. 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 Cậu cho liên bút một triệu bơ. Ủa sao để vậy với anh Cảnh? Vậy xe khổ ta đi qua sao? Vậy nằm trên nó mới không có trả. Tao đặt mẹ cái thằng làm dữ á. Vậy còn mấy khúc cái này hả? 3 khúc nữa. Sao anh Tèo dưới biết còn dưới 3 khúc? Có mò chứ. Có mò chứ mà biết dưới 3 khúc. Bữa đó anh đẩy ra mà. Phải không? Đẩy vô. Sao mình cái này sao mình không giác mà mình kéo chi cho mệt vậy anh Tèo? Sao không giác? cái bự lắm trời, giác luôn á. Nhà ta cũng vừa sức. Làm vừa sức rồi ha. Còn sức cứ vợ rồi ha.